cố gắng. Cái nói gì? Cái gì đó? Hả? Cái gì? Con nói cái gì? Cái gì? Vậy sao? Vậy đó hả? Nhưng thức không chịu ăn. Là nói từ đầu sớm tới cuối sớm. Vậy đó hả? Con không ăn thì thôi chứ con đâu có cần phải trình bày lên vườn vậy sao? Lý do không ăn nữa hả? Tại sao con? Sao? Không ăn thì thôi chứ con đâu có cần phải viết một cái lịch hơn nói gì vậy. Ừ, nói bài con ăn luôn. Bực quá. Thôi ơi, cái đó là cái muỗng chứ không phải cái bàn chải răng. Cái đó là cái muỗng, nó khác cái bàn chải răng nha con. Đây là lúc không chịu ăn. Con ngồi đó đi, chừng nào cũng 30 phút thì đi ra, đúng không ha? Đúng rồi, đi. Cái sao đâu?